Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị những vấn đề nóng nhất mới nhất trong suốt 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo hãng tin Reuters, từ khi yêu cầu người dân Gaza di tản về phía Nam, quân đội Israel IDF đã tiếp tục tấn công các mục tiêu trên khắp khu vực này. Tổng cộng, chính quyền ở Gaza cho biết 6.546 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi các cuộc tấn công của Israel bắt đầu vào ngày 7 tháng 10, phía Israel có trên 1.400 người thiệt mạng. Người dân nói rằng cuộc oanh tạc ở miền Nam đã tăng cường vào ngày 25 tháng 10. Một cuộc tấn công đã đánh sập một số tòa nhà chung cư ở Khan Yunis, cách biên giới Ai Cập khoảng 10 km. IDF cho biết ngay cả khi trung tâm quyền lực chính của Hamas nằm ở thành phố Gaza, nhưng lực lượng này vẫn cố thủ trong cộng đồng dân cư trên khắp khu vực. Trước đó, quân đội Israel nói. Bất cứ nơi nào mục tiêu Hamas xuất hiện, IDF sẽ tấn công mục tiêu đó nhằm ngăn chặn nhóm này, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng ngừa khả thi để giảm thiểu thiệt hại cho dân thường không liên quan. Quân đội Israel tuyên bố những ngôi nhà nơi có các thành viên Hamas sinh sống là mục tiêu hợp pháp ngay cả khi thường dân sống cạnh đó. Trước đó, theo quân đội Israel, gần một nửa trong số 2,3 triệu dân Gaza phải chuyển đến nửa phía nam của Gaza trong vòng 24 giờ Lệnh này nhằm mục đích di chuyển dân thường khỏi các mục tiêu Hamas mà Israel cho là tập trung ở phía Bắc. Người phát ngôn quân đội Israel, ông Jonathan Corikos nói, Chúng tôi đang chuẩn bị khu vực này cho hoạt động quân sự quan trọng ở thành phố Gaza. Đó là giai đoạn tiếp theo. Đó là lý do tại sao chúng tôi yêu cầu dân thường đi về phía nam Gaza. Israel đã tập trung quân ở biên giới giáp Gaza và lên kế hoạch tiến hành một chiến dịch tấn công trên bộ. Vào ngày 18 tháng 10, quân đội Israel kêu gọi người dân Gaza sơ tán đến khu nhân đạo ở al mawasi trên bờ biển phía nam Gaza. Israel đã nhắc lại cảnh báo vào ngày 22 tháng 10, nói rằng bất kỳ ai ở lại phía Bắc đều có thể bị coi là ủng hộ Hamas. Trong khi đó, Hamas đã kêu gọi người Palestine phớt lờ những cảnh báo của Israel. Ngày 25 tháng 10, Israel đã tấn công các rào chắn của Hamas mà họ cho rằng đang ngăn cản người dân sơ tán. Bất chấp những nỗ lực của Hamas nhằm ngăn chặn dân sơ tán, Người dân và các tổ chức viện trợ quốc tế cho biết đã có một lượng lớn người dân di rời khỏi phía bắc và các khu vực đặc biệt dễ bị tấn công. Văn phòng điều phối vấn đề nhân đạo OCHA của Liên hợp quốc ước tính rằng trên 1,4 triệu người phải di rời bên trong Gaza. Các cửa khẩu biên giới của Gaza với cả Ai Cập và Israel đã bị đóng cửa, khiến người dân bị mắc kẹt bên trong khu vực này. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhận định việc cho hàng trăm nghìn người phải rời khỏi nhà chỉ trong vài giờ là nguy hiểm và vô cùng đáng lo ngại. Nhiều chính phủ phương Tây đã kêu gọi tạm dừng giao tranh để mở hành lang nhân đạo cho dân thường bị mắc kẹt. Cơ quan Liên Hợp Quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine và Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã kêu gọi đảm bảo các chuyến hàng cứu trợ tới giải Gaza, khu vực đang đối mặt với khủng hoảng nhân đạo do xung đột leo thang. Cơ quan này đang kêu gọi duy trì các chuyến hàng cứu trợ nhân đạo và y tế đến giải Gaza cho so đến nay, các xe tải chở hàng cứu trợ vào Gaza chỉ đáp ứng được rất ít nhu cầu cấp thiết của người dân tại đây. Đặc biệt, nhiên liệu vẫn chưa được đưa tới Gaza cùng số hàng cứu trợ, dù đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo các xe tải có thể di chuyển, máy phát điện hoạt động nhằm cung cấp điện cho các bệnh viện và nhà máy khử mặn nước biển. WHO cho hay, nguồn cung y tế và dược phẩm đã được chuyển tới 3 bệnh viện quan trọng ở phía nam giải Gaza. Tuy nhiên, số hàng này cũng cần tới khu vực phía bắc của giải Gaza, một trong những địa điểm có mật độ dân cư lớn nhất thế giới. Mới đây, Nga đã triển khai những con cá heo chiến đấu được huấn luyện đặc biệt đến gần nơi diễn ra giao tranh ác liệt ở miền nam Ukraine nhằm mở rộng việc sử dụng loài động vật này ở Biển Đen. Những hình ảnh do Naver News chia sẻ cho thấy các chuồng cá heo đã xuất hiện tại một căn cứ hải quân Nga ở thị trấn Novozhene, cách thành phố Yevpatoria tại phía tây Crimea không xa. Novozhene nằm ở phía bắc Sevastopol và gần phía nam Ukraine, nơi đang diễn ra giao tranh khốc liệt nhất giữa Nga và Ukraine. Cá heo chiến đấu không phải là điều mới trong kế hoạch quân sự ở Ukraine. Từ lâu, các báo cáo đã chỉ ra rằng Nga huấn luyện và sử dụng động vật quân sự xung quanh căn cứ biển đen tại Sevastopol, thành phố Cảng ở Crimea, để chống lại lực lượng đặc biệt Ukraine. Ngoài ra, Hải quân Mỹ cũng đã sử dụng cá heo chiến đấu trong nhiều thập kỷ. Trong giai đoạn đầu, Nga triển khai kế hoạch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Viện Hải quân Mỹ cho biết lực lượng Nga ở Sevastopol đã đặt hai chuồng cá heo ở cửa ngõ dẫn vào thành phố Cảng. Theo Naval News, việc Nga triển khai cá heo quân sự ở Novozene có thể nhằm mục đích chống lại lực lượng đặc biệt Ukraine, những lực lượng gây ra mối đe dọa thực sự trong khu vực. Tờ báo này cho biết thêm, những con cá heo này xuất hiện ở phía tây Crimea từ khoảng tháng 8 năm 2023. Theo Business Insider, cá heo chiến đấu qua huấn luyện hải quân có thể phát hiện bất kỳ sự xâm nhập nào, thu thập thông tin tình báo và thậm chí ra đòn tấn công. Trong suốt cuộc phấn công vào mùa hè, Ukraine đã tăng cường tấn công các mục tiêu của Nga ở Crimea, bao gồm cả các hệ thống phòng không tiên tiến của Moscow gần Jepatoria. Vào tháng 9, Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa vào cơ sở hạ tầng cảng ở thành phố Sevastopol, làm hư hại tàu đổ bộ và tàu ngầm của Nga. Vào cuối tháng 6, Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga đã đầu tư vào những cải tiến lớn cho căn cứ ở Sevastopol, bao gồm tăng số lượng động vật có vú dưới biển được huấn luyện. Anh cho biết Nga đã huấn luyện một loạt động vật cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, đồng thời cho biết thêm những con cá heo ở Crimea nhằm mục đích chống lại các thợ lặn của đối phương cá heo có thể được giao nhiệm vụ thực hiện các hoạt động đối phó với thợ lặn, một vai trò truyền thống mà cả Mỹ và Nga đều huấn luyện cho các loài động vật biển có vú này, nhằm ngăn chặn lực lượng đặc nhiệm Ukraine xâm nhập ngầm dưới cảng để phá hoại tàu chiến. Trong chiến tranh lạnh, Hải quân Liên Xô đã phát triển một số chương trình động vật biển có vú, trong đó có việc huấn luyện cá heo ở Biển Đen. Đơn vị đóng tại Kazachia Bukta gần Sevastopol, nơi vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Sau năm 1991, đơn vị này chuyển sang quân đội Ukraine. Sau khi Nga sắp nhập Crimea năm 2014, đơn vị này thuộc quyền kiểm soát của Hải quân Nga. Tiếp đó, các chương trình động vật biển có vú đã được hoạt động trở lại và ngày càng mở rộng. Đây là một phần trong kế hoạch tái đầu tư rộng rãi hơn của quân đội Nga vào các chương trình động vật biển có vú trong 10 năm qua, gồm đơn vị của hạm đội Biển Đen và một hoạt động riêng biệt ở Bắc Cực ở phía bắc Bắc Cực, hạm đội phương Bắc của Nga sử dụng nhiều loại động vật biển có vú khác nhau. Cá voi, beluga và hải cẩu, cả hai đều có lớp mỡ dày để giữ ấm, có thể chống lạnh tốt hơn so với cá heo được sử dụng ở Biển Đen. Đơn vị Bắc Cực cũng tích cực phát triển chương trình động vật biển có vú trong những năm gần đây. Các chuồng cá voi beluga hiện cũng đã được thành lập tại Olenia, Cuba, căn cứ hải quân bí mật của Gugi, cơ quan nghiên cứu biển sâu. Tổ chức tình báo này được cho là chịu trách nhiệm về các tài sản gián điệp quan trọng dưới biển của quân đội Nga. Vào ngày 23 tháng 4 năm 2019, một con cá voi beluga được huấn luyện đã xuất hiện ở miền Bắc Na Uy. Được người dân địa phương đặc biệt danh là Volodymyr, nhiều người cho rằng con cá voi này đã trốn thoát khỏi chương trình của hải quân Nga. Không chỉ Bắc cực có dấu hiệu gia tăng sử dụng các loài động vật biển có vú của Nga, Năm 2018, các chú cá heo của hạm đội Biển Đen đã được triển khai trong vài tháng tới căn cứ hải quân trên biển địa trung hải của Nga ở Tartus, Syria. Những chiếc chuồng di động được sử dụng cho việc triển khai đó rất giống với những chuồng hiện được đặt ở cảng Sevastopol. Không rõ liệu Ukraine có lên kế hoạch tác chiến nào nhằm vào Sevastopol hay không. Những con cá heo được các nhà phân tích hải quân coi là loài vật có khả năng phòng thủ hiệu quả chống thợ lặn. Tạp chí Rolling Stone mới đây đưa tin, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về việc rút nước này khỏi NATO hoặc thu hẹp đáng kể cam kết của Mỹ với khối này nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024. Trích dẫn hai nguồn tin được cho là đã nghe ông đưa ra bình luận, Rolling Stone tuyên bố rằng ông Trump đã bày tỏ sự cởi mở với việc rời khỏi NATO hoàn toàn hoặc ở lại liên minh quân sự nếu các thành viên châu Âu tăng chỉ tiêu quốc phòng và bãi bỏ điều năm của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, vốn quy định một cuộc tấn công vào một quốc gia thành viên cũng đồng nghĩa một cuộc tấn công vào tất cả 31 quốc gia. Khơi mào thế chiến ba vì một số thành viên nhỏ hơn của khối là điều vô nghĩa. Ông Trump đã nói với các cố vấn của mình vào giữa năm 2018, lập luận rằng hầu hết người Mỹ thậm chí còn chưa bao giờ nghe nói đến một số quốc gia này Câu chuyện này ủng hộ những gì cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton đã nói với tờ Washington Post hồi năm ngoái rằng ông Trump đã sẵn sàng tuyên bố Mỹ rời NATO tại hội nghị thượng đỉnh năm 2018 của khối, nhưng cuối cùng đã rút lại theo lời khuyên của ông Bolton. Ông Bolton cho biết vào thời điểm đó, trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, tôi nghĩ ông ấy có thể rút khỏi NATO Cựu cố vấn Bolton, 74 tuổi, đã nộp đơn từ trước sau khi bị ông Trump thông báo sa thải qua Twitter vào năm 2019 do những bất đồng sâu sắc giữa hai người về chính sách đối ngoại. Ông Bolton nhiều lần chỉ trích ông chủ Nhà Trắng khi đó và khuyên ông dừng tranh cử. Trong bối cảnh xung đột đang diễn ra ở Ukraine và các thành viên Đông Âu, Baltic của NATO kêu gọi liên minh này tăng cường viện trợ quân sự cho Kiev, cựu Tổng thống Trump đã nhiều lần cảnh báo về khả năng chiến tranh thế giới thứ ba nổ ra ở châu Âu. Ông hứa nếu tái đắc cử sẽ cắt viện trợ quân sự cho Ukraine và buộc Tổng thống nước này, ông Volodymyr Zelensky, phải đàm phán một thỏa thuận hòa bình với Nga. Trong một video vận động tranh cử được công bố đầu năm nay, cựu Tổng thống Mỹ đổ lỗi cuộc xung đột ở Ukraine cho tất cả những kẻ hiếu chiến và những người theo chủ nghĩa toàn cầu hóa nước Mỹ cuối cùng ở Deep State. Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao và Tổ hợp Công nghiệp An ninh Quốc gia, những người mà ông nói là bị ám ảnh bởi việc đẩy Ukraine về phía NATO. Theo nguồn tin của Rolling Stone, ông Trump đã nói rõ rằng chính quyền nhiệm kỳ thứ hai của ông sẽ không có nhân sự là những người yêu thích NATO. Các nguồn tin cho biết, ông Trump đã nghiên cứu một đề xuất chính sách của tác giả bảo thủ tiến sĩ Sumantra Maitra hồi đầu năm nay với tựa đề đưa Mỹ rời xa châu Âu để hướng tới một NATO tê liệt, và ông thích một số ý tưởng của nó. Trong bài báo, bà Macha viết rằng bộ máy quan liêu của NATO có xu hướng thúc đẩy các sứ mệnh vượt quá vai trò cốt lõi của NATO và đôi khi đi ngược lại lợi ích trong nước của Mỹ. Giảm thiểu triệt để bộ máy quan liêu của NATO phải là mục tiêu chính. Một cố vấn của ông Trump nói với tạp chí Rolling Stone, ông ấy vẫn muốn ra đi khỏi NATO người trợ lý này thừa nhận rằng cựu tổng thống có thể không thực sự thực hiện được mong muốn này nhưng muốn có một nhóm chính sách xung quanh ông ấy cứng rắn với nato hơn rất nhiều so với bất cứ điều gì ông đã làm trong quá khứ